Xin chào Hân. Xin chào. Câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi đó là sau khi mà giành được chiến thắng ở đường lên đỉnh Olympia và giành được học bổng tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne thì Hân có cảm nghĩ gì? Sau khi giành được học bổng tại Đại học Swinburne thì mình rất là vui, bởi vì đi du học đã là ước mơ từ lúc mình còn bé xíu. Và đó không chỉ là ước mơ của riêng mình mà là ước mơ của rất nhiều bạn bè mình lúc đó. Nhưng mà ở trường học của mình thì nếu không giành được học bổng thì rất khó để biến ước mơ thành hiện thực.